anh em. Để có thể cập nhật nhanh chóng các bài giảng và video, anh em hãy bấm nút subscribe trên YouTube. Anh em có thể yêu cầu bài giảng, đặt câu hỏi, xem livestream và xem các video nhảm nhí mình làm thì hãy search Hiền Râu Guitar trên Facebook rồi bấm like nhá. Ok, về cơ bản thì là piano hay là keyboard hay là organ thì khi mà chúng ta chơi hợp âm ấy thì cũng có rất nhiều cách để chúng ta chơi một hợp âm, nhưng mà ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà nó đơn giản nhất, cái cách đơn giản là một cái biến thể của nó. Ở đây thì thực ra tớ cũng chỉ đánh được cái kiểu đấy thôi, chứ mấy kiểu cao siêu tớ cũng chả biết mà chơi, vì tớ cũng không biết nhiều lắm. Nhưng mà đại khái ở đây thì cái kiểu mà bình thường mà chơi hợp âm ấy, mức độ đơn giản mà chúng ta ai cũng học được, thì bây giờ tớ sẽ giới thiệu cho anh em. Ở đây thì tớ sẽ giới thiệu cho anh em ba dạng hợp âm. Đấy là, đầu tiên là hợp âm trưởng, sau đó là hợp âm thứ, sau đó là hợp âm bảy, để cho chúng ta chơi cho nó thoải mái. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cách chơi cả tay trái lẫn tay phải, bởi vì là chúng ta hoàn toàn có thể chơi hợp âm bằng tay phải, chúng ta hoàn toàn chơi bằng tay trái. Anh em thích chọn tay nào để chơi cũng được, chứ không nhất thiết là lúc nào chúng ta cũng là bên này chúng ta đánh hợp âm, bên này chúng ta kiểu không hẳn lúc nào cũng thế. Mà đôi khi là chúng ta chơi đơn giản hơn thì chúng ta có thể chơi bằng tay phải kiểu. Đấy, kiểu như chúng ta có thể lựa chọn thoải mái thôi. Thì ở đây thì tớ sẽ hướng dẫn cái gốc của cái hợp âm trước, để anh em từ đấy chúng ta có thể kiểu suy ra được rất nhiều loại hợp âm. Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu một cái hợp âm ấy, thì đấy là chúng ta sẽ kết hợp của khoảng tối thiểu là 3 nốt cộng lại với nhau, nó sẽ trở thành hợp âm. Ở đây 3 nốt, mỗi một cái này khi chúng ta đánh nó gọi là một nốt. Đó, nó gọi là một nốt. Thì ở đây khi chúng ta bấm 2 nốt trở lên thì như thế nó đã trở thành kiểu một dạng gọi là đa nốt, sau đó thường là 3 nốt trở lên như thế này. Đánh theo một cái quy tắc thì nó sẽ trở thành hợp âm. Đây là đô trưởng, rê thứ, mi thứ, pha trưởng, son trưởng, la thứ, si đim. Đó, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Vậy tại sao nó lại như thế? Thì ở đây thì một hợp âm thì anh em hãy hiểu là nó được cấu tạo từ 3 nốt. 3 nốt đánh cùng lúc. 3 nốt đó chúng ta sẽ tính từ cái nốt gốc. Ví dụ ở đây thì trước tiên anh em sẽ biết là ở đây chúng ta sẽ có 7 nốt ở đây. Đô, rê, mi, pha, son, la, si. Đó, ok chưa? Cứ một khoảng như thế này thì chúng ta sẽ là một quãng của chúng ta. Ok chưa? Đô cho đến đô. Cứ anh em nhìn thấy là có hai cái phím đen này, thì cứ bên trái cái phím đen thì đấy là nốt đô. Ở đây có hai phím đen này. Bên trái của cái đấy cùng hai cái phím đen này thì đây là nốt đô. Thì đây cũng là đô. Đây cũng là đô. Đây cũng là đô. Đây cũng là đô. Đây là đô. Chỉ là cái cao độ của các đô này nó khác nhau thôi. Ở đây chúng ta có đô 2, chúng ta có đô 3, chúng ta có đô 4, đô 5, đô 6, đô 7. Đó, ok chưa? Trên piano thì dài hơn, chúng ta sẽ đi xuống sâu hơn, có đô 1 và cao hơn nữa, ví dụ như vậy. Nhưng mà về cơ bản chúng ta thường chơi chủ yếu quanh vị trí này, tức là từ đô 3 trở lên cho đến khoảng đô 5, đô 6. Tức là đây là vị trí mà chúng ta thường hay chơi, kiểu giữa bàn phím như này. Chúng ta thường hay chơi ở đây. Đôi khi chúng ta lên cao một chút hoặc là chúng ta đánh trầm. À, để tớ chỉnh cái function đã. Đó, đây là gốc thì nó nghe. Đó, nó sẽ thiên về trầm ở phía này, thiên về cao ở phía này. Chúng ta sẽ đánh ở phần giữa. Thường thì khi mà chơi trên keyboard thì tớ thường thích để octave nó tăng lên 1, để cho kiểu nghe nó lên thêm một quãng 8, nghe nó kiểu sáng sủa, nghe nó tinh tế. Đó, ví dụ như vậy. Ở đây thì trước tiên là cái hợp âm, mình lại quay lại cái câu chuyện như này. Đấy là lúc nãy mà tớ bảo là một hợp âm ấy thì chúng ta sẽ đánh là có 3 nốt. Nốt đầu tiên gọi là nốt gốc. Trước tiên chúng ta sẽ biết là mỗi một cái nốt như thế này, nếu tính từ nốt gốc, ví dụ là nốt gốc của tớ là nốt đô. Là nốt đô chẳng hạn, ok chả là nốt đô. Không phải lúc nào nốt gốc là nốt đô, mà tớ chỉ đang ví dụ một cái nốt gốc, đấy là nốt đô. Còn nốt gốc có thể là nốt gốc là nốt rê, từ rê chúng ta tính tiếp. Nhưng mà bây giờ chúng ta chơi cơ bản, chúng ta chơi chủ yếu trên phím trắng thì chúng ta sẽ đánh nốt gốc đầu tiên là đô. Ok chưa? Thì cái tiếp theo, nốt tiếp theo, nốt ngay cạnh nó thì được gọi là bậc 2, bậc 2 của nó. Đây là bậc 3, 4, bậc 5, bậc 6, bậc 7, bậc 8. Ok chưa? Bậc 1 của đô là rê. Bậc 2, à nhầm, bậc 1 của đô là đô. Bậc 2 của đô là rê. Bậc 3 của đô là mi. Bậc 4 của đô là pha. Bậc 5 của đô là son. Đấy, đô, rê, mi, pha, son, la, si, đô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok chưa? Anh em hãy nhớ là như thế. Thì ví dụ thì cái này thường chỉ áp dụng cho đô nhá. Ý tớ bảo áp dụng ở đây là các nốt trắng, bởi vì khi mà anh em chuyển lên các nốt khác ấy, ví dụ nốt gốc là rê thì bậc 2 của nó là mi, bậc 3 của nó là pha thăng, bậc 4 nó là son. Đó,
Đó, nó sẽ hơi khác. Mỗi một cái nốt nó sẽ khác nhau một chút, nhưng mà thực tế là về cái gọi là cái công thức tính ấy thì là một. Đấy, ok chưa? Nhưng mà thực ra là bây giờ mình sẽ nói sâu hơn thì anh em sẽ hiểu rõ hơn. Ở đây một hợp âm của chúng ta thì ví dụ như hợp âm đô thì nó sẽ được kết hợp giữa bậc 1 là đô, sau đó là bậc 3 của nó, 2, 3 là mi, đô mi. Sau đó nó thêm một bậc 5 nữa, 4, 5, 1, 3, 5. Chúng ta đánh cùng lúc nốt bậc 1, bậc 3 và bậc 5 thì anh em sẽ có đô trưởng, ok chưa, đô trưởng. Đó, đơn giản như vậy thôi. Anh em hãy nhớ là một cái quãng 8 ấy, từ đô cho đến đố thì nó sẽ đi một cái công thức, đấy là đô này, chúng ta sẽ lên một cung là rê. Đó, ok chưa, một cung ở trên đàn này thì chúng ta sẽ hiểu như thế này. Đây là đô, nếu lên nửa cung chúng ta sẽ lên đô thăng, lên thêm nửa cung nữa chúng ta đến rê. Vậy dĩ nhiên là nếu mà chúng ta bảo là một cung thì tức là chúng ta sẽ đi từ khoảng cách này sang khoảng cách này luôn, khoảng cách này sang khoảng cách này luôn. Đây là một cung, đây là nửa cung, nửa cung, nửa cung, nửa cung, một cung, một cung, một cung. Vậy từ bên này sang bên này thì theo anh em là mấy cung? Dĩ nhiên từ bên này sang bên này thì chúng ta là một cung, vì tớ vừa nói xong, từ bên này sang bên này là một cung, từ bên này sang bên này là một cung. Đó, nửa cung là đây, rê lên nửa cung, rê thang lên nửa cung là mi. Vậy đố anh em biết từ đây sang đây là mấy cung, từ đây sang bên này là mấy cung? Nếu như các bạn bảo là một cung ấy thì không đúng, bởi vì là chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ nhớ rất là đơn giản, đấy là giữa mi và pha không có phím đen, không có cái phím đen nào ở giữa. Đô và rê có một cái phím đen ở giữa, rê và mi có một cái phím đen ở giữa, nhưng mi và pha không có cái phím đen nào ở giữa. Đấy, cho nên là từ mi lên pha chỉ có nửa cung thôi. Đấy, chỉ có nửa cung thôi chứ không phải một cung, ok chưa? Giống hệt như trường hợp từ si lên đô, anh em sẽ thấy ở đây không hề có một cái phím đen nào ở đây cả, cho nên là từ si lên đô nó sẽ là nửa cung thôi. Đấy, ok chưa? Từ son lên la theo anh em là mấy cung? Dĩ nhiên là một cung rồi, bởi vì có một phím đen ở đây, cho nên từ đây lên là nửa cung, nửa cung lên đây mới là nửa cung tiếp theo, thế nên từ đây sang đây là một cung. Đấy, chúng ta hiểu đơn giản như vậy thôi. Vậy cái công thức của chúng ta để tính ra một cái tông tính từ nó gốc như thế này thì chúng ta sẽ có là đồ, chúng ta lên đây là một cung này, một cung này, một cung này, nửa cung, một cung, một cung, một cung, nửa cung. Đó, đơn giản như vậy thôi. Vậy nếu như mà tớ tính từ rê nhá, tớ tính từ cái tông rê này, tông rê nhá, nốt gốc chúng ta bắt đầu từ đây, thì công thức của chúng ta vẫn giống hệt như vậy. Trước tiên chúng ta sẽ lên một cung, dựa theo công thức thì chúng ta sẽ phải lên thêm một cung nữa. Nếu sang đây là sai, bởi vì sang đây mới có nửa cung thôi, cho nên chúng ta phải cộng thêm nửa cung nữa là lên đây. Đó, vì vậy chúng ta có từ rê này, một cung. Úi dồi con ơi, úi dồi, úi dồi. Nách. Từ đây chúng ta lên đây, đây có một cung này, một cung này, đây là bậc một này, một cung này, một cung này, nửa cung này, một cung này, một cung này, một cung nữa, nửa cung. Đó, đơn giản như vậy thôi. Đô chúng ta có cái này. Đó, rê chúng ta có. Đó, đơn giản như vậy thôi. Từ đó anh em thích tính cái tông nào cũng được, đơn giản như vậy thôi. Thì ở đây thì anh em thử tính cho tớ là cái tông son đi, tông son nốt gốc là son. Anh em tính vẫn giống cái công thức như thế thì thử tính trước cho tớ viết ra giấy xem là nó sẽ gồm có những nốt gì, ok chưa? Thì nếu mà sau khi viết ra rồi thì sau khi anh em viết ra đáp án rồi thì bây giờ tớ sẽ nói đến kết quả luôn, đáp án luôn. Thì anh em nhớ viết ra trước xong rồi mình xem vào đây nha. Thì ở đây thì tớ có nốt gốc là son. Thì dĩ nhiên tiếp theo bậc 2 nó là một cung. Bậc 3 của nó là một cung. Bậc 4 là nửa cung. Bậc 5 là một cung. Bậc 6 là một cung. Bậc 7 là một cung. Lên bậc 8 nửa cung. Đó, nó sẽ có nốt son la si do re mi fa thang son. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó là cách tính. Còn về cơ bản như lúc nãy tớ nói là một hợp âm ấy, hợp âm gốc của tớ. Cái này chủ yếu là tính trên cái tông gốc, nếu tông gốc là trưởng, nếu tông gốc là trưởng. Nếu tông gốc là thứ thì nó hơi khác một tí, thì ở đây thì gọi là hơi khác thôi chứ thực tế thì nó vẫn anh em hãy tự hiểu một cái nó đơn giản hơn chút để chúng ta đỡ phải tính toán quá nhiều. Đấy là nếu như mà chúng ta có tông gốc là trưởng, đô trưởng chẳng hạn, thì anh em trừ đi 1,5 cung. Anh em trừ đi 1,5 cung. Chúng ta sẽ có tông thứ. Chúng ta sẽ có tông thứ. Tông thứ song song này thì các nốt nhạc sẽ y xì với cái tông trưởng. Về các nốt nhạc ấy thì nó sẽ y xì. Ví dụ đô của tớ là đô re mi fa son la si đô. Nếu từ đô tớ trừ đi 1,5, 0,5 này, 1 này, 1,5 này. Vậy nếu đô trừ đi 1,5 chúng ta sẽ có la, la thứ.
đô trưởng la thứ. Thì ở tông la thứ tớ cũng có nốt là đô la si do re mi fa son la, không hề có dấu thăng nào hết. Nếu mà tính ra thì hai cái đấy y chỉ đúc nhau. Tớ ví dụ luôn tiếp là chúng ta có son đi, son là tớ có son la si do re mi fa thăng son, vậy son trừ đi một rưỡi thì là son này trừ đi rưỡi này trừ đi một thì tớ có mi thứ, son trưởng mi thứ. Son có son la si do re mi fa thăng son thì mi thứ có mi fa thăng son, mi fa thăng son la si do re mi, y chỉ đúng nhau, đơn giản như thế thôi. Cái này nếu mà anh em hơi khó hiểu, vẫn chưa hiểu lắm thì anh em chỉ cần hỏi tớ trên cái Facebook ấy, tớ luôn để cái link Facebook, thì anh em vào cái Facebook fanpage mà Hiển Dâu ấy, thì anh em vẫn hơi khó hiểu về cái này có thể hỏi tớ trên inbox đấy, tớ sẽ giải thích cho anh em thêm để cho nó dễ hiểu một tí. Hoặc nếu anh em cảm thấy là nhớ theo kiểu là một cung đi qua từng này nốt hơi khó quá, thì chúng ta sẽ hiểu là hai cung là bằng 4 nốt, 1,5 cung là bằng 3 nốt. Đấy, hiểu đơn giản như vậy thôi. Ví dụ ta đánh đô thì bậc 3, tớ muốn thì bậc 1 sang bậc 3, tớ đang đánh đô trưởng thì bậc 1 sang bậc 3, tớ sẽ đánh hai cung sẽ bằng 4 nốt. Anh em đếm cả những cái này gọi là một nốt nhá. Đấy, ok chưa? Thì là một, thì cứ một lần đếm như này là gọi là một nốt. Thì đô này, tớ đi có 4 nốt đúng không? Sẽ gồm có 1 2 3 4. Đây là đô và mi. Vậy mi lên son là tớ cần 1,5 cung. 1,5 cung tớ đi qua 3 nốt nhá. Tớ đi qua 3 nốt thì tớ sẽ bắt đầu đếm này. Thì đến đây là 1 sau cái nốt bậc 3 này. 1, 2, 3. Đấy, son đây. Đấy là một cách nhớ. Nếu mà anh em không nhớ theo kiểu cung này, anh em nhớ theo kiểu số lượng nốt cũng được. Đấy, cứ nửa cung thì sẽ bằng 1 nốt. Còn nửa cung bằng 1 nốt, 1 cung bằng 2 nốt. Thế thôi. Ok, tớ sẽ quay lại cái như thế này. Đây là các hợp âm ở trên piano thì tính như thế nào và đánh như thế nào. Thì ở đây thì tớ sẽ đánh về cái gốc là đô trưởng. Tớ sẽ chơi trên tông đô trưởng trước, bởi vì đô trưởng không, gần như đô trưởng sẽ không phải đụng vào những cái nốt đen này. Ok chưa? Gần như đô trưởng nhá. Đô trưởng nhá, gần như không phải đụng vào các nốt đen. Vẫn có một số hợp âm đụng vào nốt đen. Nhưng mà tớ đang nói về đến hợp âm kiểu phổ thông, đấy là đô trưởng la thứ thôi. Ở đây tớ có hợp âm đô trưởng. Ok chưa? Thì hợp âm đô trưởng này, một cái hợp âm trưởng nhá, một hợp âm trưởng nó sẽ được kết cấu bởi bậc 1, bậc 3, bậc 5. Tất cả cái này đều đi qua đủ cung, tức là đều phải đi là từ 1 đến 3 thì anh em phải đi đúng hai cung. 1 2 3. Đó. Từ bậc 3 đến bậc 5 thì phải đi qua một cung rưỡi. Nửa. 1. Đó, nửa. Từ đây lên đây là nửa, sau đó cộng thêm 1 vào đây. Đó, ok chưa? Từ đây đến đây hai cung, từ đây đến đây một cung rưỡi. Ok chưa? Bắt buộc phải như thế thì chúng ta mới có hợp âm trưởng. Cho nên là đô mi son, đây là hợp âm đô trưởng. Đơn giản như vậy thôi. Vậy nếu như mà chúng ta giữ nguyên cái tư thế tay, chúng ta giữ nguyên cái tư thế tay nhá. Có một cái rất là đặc biệt ở trên piano giúp chúng ta dễ tập hơn một chút. Đấy là anh em chỉ cần giữ nguyên cái tư thế tay, không cần thay đổi gì cả. Chúng ta giữ 1 3 5 giữ nguyên như thế này nhá, giữ nguyên như này nhá. Bây giờ chúng ta dịch sang bên phải, dịch giữ nguyên này, dịch sang bên phải. Tức là các phím nó so le nhau kiểu như này. Đấy, 1 3 5 so le nhau như này. Đấy. Thì chúng ta có một hợp âm nữa. Đố anh em biết đây là hợp âm gì? Đây là nốt gốc là đô. 1 3 5 thì đây là đô trưởng. Đô mi son, đô trưởng. Thế còn re fa la thì là hợp âm gì? Nếu anh em bảo đây là hợp âm re trưởng thì nó sai bét. Đây mới là re trưởng. Còn đây là re thứ. Đó, ok chưa? Tại sao nó cùng là 1 3 5 khoảng cách y hệt nhau? Khoảng cách tay y hệt nhau, nhưng đây là trưởng, đây là thứ. Đó. Nhưng lúc nãy tôi bảo với anh em là cái hợp âm trưởng ấy là từ đây cho đến 3, 1 cho đến 3, từ bậc 1 đến bậc 3 nó phải đi qua hai cung. 1 này, 3, đấy. Nó phải đi qua hai cung. Nhưng mà anh em đếm nhá. Ở đây tớ là bậc 1 của tớ là re này. Nếu tớ bấm vào đây, đúng thế tay nhá. Nếu tớ bấm vào đây. Tại sao nó lại là re thứ? Cái cấu trúc của re thứ đấy là bậc 3. Nó sẽ gọi là bậc 3 thứ hoặc là bậc 3 dáng, bậc 3 thứ. Bậc 3 dáng, bậc 3 thứ ở đây có nghĩa là thay vì chúng ta đánh bậc 3 như bình thường, tức là cách cái bậc 1 hai cung, thì bây giờ chúng ta chỉ cách bậc 1 1,5 cung thôi. Đấy, ok, chờ chúng ta cách bậc 1 1,5 cung thôi. Ở đây anh em sẽ đếm nhá. Re này lên mi này là 1 đúng không? Mi lên fa là 0,5. Tức là từ đây đến đây chỉ có 1 rưỡi thôi. 1,5 cung thôi. Đấy. Ok chưa? Và từ vị trí này chúng ta đi tiếp 1 cung, 2 cung. Đó. Tức là nó ngược lại với cái kia. Cái hợp âm trưởng ấy thì là 1 cộng 2 cung xong cộng 1,5 cung. Còn bộ thứ là 1 là cô là bậc 1 cộng với 1,5 lên 3 xong cộng với 2 để lên 5. Khác nhau ở đó.
Đấy, đơn giản thế thôi, thực ra nó chỉ đơn giản thế thôi. Nếu anh em vẫn không 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 hiểu lắm thì có thể hỏi tôi trên Facebook nhá. Nếu anh em giữ nguyên cái tư thế thế tay của ba ngón này này, ok chưa? Đây là đô. Thì anh em chỉ cần dịch sang phải. Đây sẽ là rê thứ. Ok chưa? Vậy đố anh em biết, nếu chúng ta giữ nguyên như thế mà chuyển sang đây thì đây là hợp âm gì? Đây nó đô, đây nó rê, đây nó mi. Tên của hợp âm nó dựa vào bậc 1 mà anh em đánh là gì? Ở đây bậc 1 chúng ta là mi. Nếu ta giữ nguyên tư thế tay này, đố anh em biết đây là mi gì? Mi thứ hay mi trưởng? Chúng ta sẽ nhìn vào đây để chúng ta biết đây là mi thứ, không phải mi trưởng. Bởi vì từ đây lên đây là 0,5. 0,5 lên đây là thêm 1. Tức là từ đây lên đây chỉ có 1,5 thôi. Nó là mi thứ. Đó, ok chưa? Tiếp theo chúng ta vào hợp âm pha. Đấy, anh em có thể thấy là những cái hợp âm thứ ấy, nghe nó có cái gì nó trầm buồn hơn một chút, nó không quá sáng sủa. Đô, ô, rê, 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 mi, mi rồi pha, a, son. Đó, anh em sẽ những hợp âm trưởng nghe nó sẽ có cái gì nó sáng sáng một tí, nó không buồn như những cái thứ. Ở đây chúng ta có pha trưởng, giữ nguyên tay dịch sang phải, chúng ta có son trưởng. Giữ nguyên tay dịch sang phải chúng ta có la thứ. Còn đây là si đim. Đó. Cái bậc 7 luôn luôn là chúng ta đánh kiểu này sẽ thành si đim. Đơn giản như vậy thôi. Đó là cái toàn bộ hợp âm của đô trưởng. Đó, ok chưa? Vậy như lúc nãy mà tớ bảo với anh em ấy, đấy là tớ có hợp âm. Nếu mà hợp âm trưởng thì là từ khoảng cách từ bậc 1 sang bậc 3 là 2 cung, khoảng cách từ bậc 3 sang bậc 5 là 1,5 cung. Thì thứ là ngược lại, khoảng cách từ bậc 1 sang bậc 3 là 1,5 cung, khoảng cách từ bậc 3 sang bậc 5 là 2 cung. Đó, đơn giản vậy thôi. Vậy bây giờ tớ đố anh em biết đây là hợp âm gì? Xem nào. Đây là hợp âm gì? Đó, một nốt ở đây, một nốt ở đây, một nốt ở đây. Đây là hợp âm gì? Đó, ok chưa? Đố anh em biết đây là hợp âm gì? Nó gồm có nốt mi, nó có nốt son thăng, nó có nốt si. Thế anh em đấy là hợp âm gì? Ở đây chúng ta có nốt mi thì dĩ nhiên nó là một cái mi rồi, mi trưởng, mi thứ thôi. Tớ đang hướng dẫn mi trưởng, mi thứ nên dĩ nhiên tớ sẽ không đố anh em là đây là mi dim hay là mi sus 7 hay là mi cái gì 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 cả. Đấy, hay là mi sus 2 hay mi sus 4 hay là mi 7 hay là mi sinh 9 hay mi 11, tớ không đố anh em những cái khó như thế. Thì tớ chỉ đố anh em mà đây là thứ hoặc trưởng thôi. Nốt gốc là mi, vậy dĩ nhiên nó là mi rồi. Có một nốt trên này, đây là nốt bậc 3 của nó. Bậc 3 của nó là nốt này. Vậy anh em sẽ đếm nhá, từ đây này đến đây là đi qua mấy cung, đi qua mấy cung. Trước tiên là từ đây, nên đây là nửa cung đúng không? Nửa cung đi đến đây là một cung, 0,5 cộng 0,5, 0,5 này, 0,5. Tức là từ đây đến đây là tôi có một cung này. Ok chưa? Từ đây đến đây là 0,5. Thế nên là 0,5 nữa. Vậy thì là 1 cộng 1 thì tớ sẽ có hai cung và thêm một nốt 1,5 ở đây nữa, tớ sẽ có mi trưởng. Đó, đơn giản như thế thôi. Thực tế nó chỉ đơn giản như thế thôi chứ nó cũng không có gì quá là cao siêu cả. Thì ở đấy thì ở cái tay trái nhá, nếu anh em muốn đánh tay trái đánh như thế nào mà ở mức độ tập đơn giản ấy thì chúng ta chỉ đơn giản nha. Anh em ngón cái của anh em này bấm vào cái nốt nào, ví dụ nốt la chẳng hạn, thì bên tay này chúng ta có thể đánh ngón cái vào la, hoặc chúng ta đánh ngón trỏ vào la, hoặc chúng ta đánh ngón phắt vào la, hoặc chúng ta đánh ngón đeo nhẫn vào la, hoặc chúng ta đánh ngón ngón ngón, ngón hít le vào la. Thế ra cái đấy nó tùy vào việc là chúng ta xếp tay theo hợp âm. Ví dụ ta đánh một bộ là la fa đô son la thì tớ sẽ xếp ngón này vào đây. Đấy, tùy vào việc là bộ hợp âm của tớ thế nào. Nếu anh em chưa quen thì chúng ta cứ đặt bất kỳ ngón nào mà các bạn thấy thoải mái. Để làm sao khi chúng ta chơi một bộ hợp âm, chúng ta không phải đi ngón quá nhiều, chúng ta không phải kiểu như này. Xong rồi đưa ngón này sang bên này, xong đưa ngón này sang bên này, đưa ngón này vào bên này. Chúng ta không chơi như thế. Chúng ta đặt ngón tay vào làm sao mà nó vừa phải. Thường là chúng ta sẽ đặt, ví dụ anh em đặt ngón cái vào đây thì đây là trỏ giữa âm út út. Đó, đơn giản như vậy thôi. La fa. Sang đồ thì tớ đưa ngón út về. Đó, đơn giản như vậy thôi.
Đấy là cách để chúng ta tập, nếu mà anh em xem những cái bài hát ở trên mạng ấy, anh em nhìn cái hợp âm ấy, ví dụ tớ có thể cho anh em hợp âm là son, re, mi, đồ, son trưởng này, re trưởng này, mi thứ này, đồ này, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem son bấm như thế nào. Như tớ đã bảo rồi, son nhá, bậc 1 này, chúng ta tìm nốt son, nốt son đây, ngón bên này chúng ta sẽ đặt ngón cái vào đây đi, anh em đặt ngón cái vào đây đi cho nó dễ, ok chưa, nốt son son. Bậc 3 của nó là đi qua hai cung đúng không, 1, 2, 2 cung. Cái thứ ba đi qua một cung rưỡi đúng không? Nửa, một. Vậy là nó sẽ có re, si, son. Đây là son trưởng. Ok chưa? Chúng ta sẽ đánh. Đó, đấy là bài tập để chúng ta quen với hợp âm. Chúng ta sẽ đánh là cả hai tay đánh cùng lúc này. Đánh cùng lúc. Sau đó bên tay này anh em nhại thêm. Một, hai, ba, bốn. Sang, mì. Sang đô 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 sang re re đó. Anh em chỉ cần tập như thế thôi để cho chúng ta quen với hợp âm. Thì ví dụ như lúc nãy tớ có hợp âm son tớ bảo rồi, vậy bây giờ hợp âm mi thứ, mi thứ, mi thứ, mi thứ, trước tiên tớ sẽ đánh nốt vào mi, mi này, sau đó là tớ sẽ đi 1,5 cung ở đây là một nửa, từ đây lên đây một nửa, nửa lên đây là 1, 1,5, cái này sang 5. Đó, đơn giản vậy thôi. Tớ có mi thứ, đô trưởng. Đô trưởng lúc nãy thì anh em cũng biết rồi đấy. Đô mi son, 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 re, trưởng. Anh em thấy tớ ngón tay này tớ bấm vào pha thăng không? Bởi vì là tớ đi hai cung, một cung này, nửa này, nửa là một này, thì tớ sẽ đi như thế này. La, re, pha thăng la, re trưởng. Son, 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 son sang re, 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 re sang mi, mi, mi. Rất là dễ, hầu hết đêm qua anh cứ đi, đi tìm tình yêu mới. Tôi đứng đây, ôm trọn tình yêu cũ, nhắn gió mây gửi đến anh đôi lời. Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại được không? Đó, anh em vừa thấy tớ đánh một cái hợp âm này, nghe rất là tình cảm. Đấy là đô trưởng. Đô trưởng nhá, ở bậc 3 này, bậc 3 này, tớ lùi về một nửa, nó sẽ thành đô thứ. Đấy đó, easy. Đó, đó là cách để chúng ta tập hợp âm. Thì bây giờ tôi có thể ví dụ cho anh em một cái hợp âm nó, một cái vòng hợp âm nó khó hơn. Ví dụ như là, ok bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xem là cái hợp âm la trưởng đi, hợp âm la trưởng bấm sẽ như thế nào. Trước tiên là tớ có nốt la này, ok chưa? Một cách ba mấy cung nhớ không? Anh em nhớ không? Chúng ta sẽ đi qua hai cung bằng bốn nốt đúng không? Thì chúng ta sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bậc ba đây, bậc ba cách bậc 5, 1,5 cung tức là ba nốt đúng không? 1, 2, 3, bậc 5, bậc 3, bậc 1, lá trưởng. Pha thăng thứ, pha thăng thứ. Dĩ nhiên nốt đầu tiên phải là nốt pha thăng. Đọc hợp âm gì thì nốt đầu tiên là như thế. Hợp đầu tiên là pha thăng. Pha thăng đây. Chúng ta sẽ có nốt pha thăng. Ngón này đang ở đây không? Thì chúng ta bấm ngón này ở đây. Đó, chúng ta sẽ có nốt pha thăng đầu tiên. Pha thăng đầu tiên, pha thăng đầu tiên này. Thì chúng ta đang tìm pha thăng thứ, tức là cái bậc 3 nó phải cách bậc 1 là 1,5 cung, tức là bằng 3 nốt, 1, 2, 3, đó. Vậy bậc 3 của nó đây là nốt la, bậc 1 nó pha thăng. Vậy bậc 5 của nó, từ bậc 3 sang bậc 5 là 2 cung, tức là 4 nốt, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1. Đó, re trưởng, như lúc nãy đã nói rồi, re này, re trưởng này, 4 nốt này, 1, 2, 3, 4, bậc 3, 1, 2, 3, 5, 3, 1, re trưởng. Sang mi trưởng, sang mi trưởng, mi này, môn mi này, sang mi trưởng đúng không? Từ 1 lên 3 phải là 2 cung, 4 nốt, 1, 2, 3, 4. Tớ có nốt bậc 3 ở đây, bậc 3 sẽ bắt đầu là 3, là thêm 3 nốt nữa, 1, 2, 3, mi trưởng. Đó, la này. Easy vào lời luôn. Đấy. Thế thôi.
Đấy là cách để chúng ta biết được toàn bộ cái đàn của chúng ta thì tất cả các hợp âm sẽ bấm như thế nào, thì anh em hãy nhớ nếu nó là trường thì như thế nào, nếu nó là thứ thì như thế nào. Ngoài ra thì mình cũng hướng dẫn anh em một cái thế tay khác khi mà tớ chơi hợp âm. Ở bên tay phải, nếu như mà tớ muốn chơi cái hợp âm nó nghe nó trầm hơn một chút, ví dụ tớ có hợp âm đô trưởng, nếu tớ cảm thấy đô trưởng này nghe hơi cao, tớ sẽ nghe như này, tớ nghe nó sẽ trầm hơn một chút. Đó, thay vì đánh như này, tớ sẽ đánh như này. Đó, y hệt nhau nhá, chỉ là nghe nó trầm hơn thôi, nhưng nó vẫn là đô trưởng. Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Anh em sẽ để ý vào hai cái thế tay của tớ. Thế tay này tớ đánh nốt đô mi son. Thế tay này tớ đánh son đô mi. Đó, anh em sẽ thấy là cả ba nốt đấy đều là đô mi son, son đô mi, đều là đô mi son, đều là đô mi son cả thôi. Thay vì tớ đánh son 4 thì tớ đánh son 3. Nghe nó sẽ trầm hơn một chút. Đó. Chứ cần hiểu đơn giản là ở cái bậc 5 này nhá, thay vì chúng ta đánh ở trên này thì chúng ta dùng ngón cái đánh ở tít dưới này của nó. Đấy. Ngón cái đánh vào đây, ngón giữa chúng ta đánh vào cái nốt gốc. Ngón út chúng ta đánh vào nốt 3. Đấy là một cách để tiếng đàn nghe trầm hơn. Ví dụ, tớ đánh một vòng nghe như thế này. Đó. Bây giờ tớ sẽ chuyển sang cái tư thế trầm, anh em sẽ nghe nó cảm giác nó tình cảm hơn một chút. Đó. Ở bên này tớ cũng lùi tay về một chút để nghe nó trầm hơn. Đấy là nếu mà tớ muốn bài hát nó trầm hơn. Đó, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Đó, còn nếu như anh em muốn chơi hợp âm 7, bởi vì là những cái hợp âm cơ bản thì trong đấy luôn luôn sẽ có hợp âm 7. Hợp âm 7 thì rất đơn giản là anh em tính từ cái hợp âm trưởng, tính từ cái bậc trưởng, tính từ cái hợp âm trưởng của nó. Ví dụ thôi, có đô trưởng này. Vậy đô 7 bấm thế nào? Đô 7 bấm thế nào? Ngón cái nhá, thay vì bấm vào đô ở đây, chúng ta lùi về một cung. Chúng ta lùi về một cung. 0,5 lên đây. Tức là chúng ta lùi về hai nốt, ngón cái chúng ta lùi về hai nốt, 1 2. Chúng ta sẽ có đô 7. Thay vì đánh đô, đô 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 bảy 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 bảy, đó đơn giản như thế thôi, chỉ đơn giản thế thôi là chúng ta có thể có những hợp âm rồi. Ví dụ là tớ đánh hợp âm la thứ này, sau đó đến rê thứ, xong đến mi 7. Bình thường là chúng ta sẽ đánh mi trưởng như này đúng không? Thì bây giờ chúng ta lùi về đây, ngồi một cái về đây, chúng ta sẽ có hợp mi 7. Đấy, nghe nó sẽ rất là mị. Đôi khi trong cuộc đời này mình chẳng biết phải hát cái chi, bởi vì mình chỉ đang cố dạy nhạc đánh hợp âm thôi. La la la. Ví dụ thế. Đấy, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Đấy là làm sao để chúng ta biết được một cái đàn piano này. Các hợp âm bình thường mà chúng ta xem ở trên một bài hát, nếu như vào đàn này thì nó nghe như nào. Đó, chỉ lại khái như vậy thôi. Thì nếu như mà anh em vẫn còn kiểu như hơi lăn tăn là không biết là thực ra là mình nghe thì như thế, nhưng mà khi mà mình lên thì nghe, khi mà mình tự đánh thì có đúng không, thì anh em chỉ cần là, giả dụ anh em có thể làm một cái, đấy là chọn một hợp âm. Ví dụ là anh em bảo là muốn tìm hợp âm si dáng chẳng hạn, thì anh em hãy viết ra ba nốt mà anh em nghĩ là mình tìm ra đúng, sau đó là gửi lên Facebook cho tớ, lên cái fanpage ấy, bảo là bạn ơi bây giờ tớ đánh hợp âm si dáng thì có phải nó sẽ gồm có những nốt như thế này không, có phải là nó sẽ có si dáng, rê và pha không. Đấy, ví dụ như thế. Nếu như mà đúng, tớ sẽ bảo là đúng rồi, vậy có nghĩa là bạn nghe rất chuẩn. Còn nếu mà bạn đọc sai thì mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao bạn đọc sai, tại sao lại bạn lại sai. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Ok. Này, cái video khác nhỉ. Woo!